Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư, lại là em Hoàng Yến đây. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club và quay lại với video nhận định thị trường vào đầu mỗi phiên giao dịch cùng với em Hoàng Yến ha. Chúc anh chị mình sẽ có một phiên giao dịch thuận lợi và hy vọng thông qua video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn khách quan nhất về thị trường cũng như sẽ có chiến lược giao dịch phù hợp trong thời gian tới ha. Để bắt đầu video ngày hôm nay, anh chị mình hãy giúp em để lại những lượt like và thật nhiều trái tim màu tím ở phía comment ủng hộ cho tinh thần của em ha. Ok, tổng kết nhanh phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày đầu tuần, ngày 20 tháng 5, thì chúng ta đã có một phiên thị trường tiếp tục tăng điểm hưng phấn và kết phiên chỉ số dừng lại ở mốc 1277.58, tương ứng với mức tăng là 4,47 điểm, tăng 0,35%. Và ngày hôm qua thì độ rộng trên thị trường khá là cân bằng, 264 mã tăng, 174 mã giảm và 69 mã giữ ở mốc tham chiếu. Ngày hôm qua tác động tới index ở chiều tăng, chúng ta có các mã cổ phiếu như là BCM tăng trần, VPBank này, Hòa Phát, HDB, BID, Masan, CTG và EIB. Còn ở chiều ngược lại, chúng ta có các cổ phiếu ảnh hưởng làm giảm tiêu cực tới index như là FPT này, Vinhome này, Vietjet này, Vinamilk, DGC, VIX, P&J và VRE. Ngày hôm qua nhìn về hành động của nước ngoài thì nước ngoài tiếp tục là một phiên bán ròng, bán hơn 821 tỷ. Bán Vinhome vẫn chưa ngừng cái chuỗi ngày bán Vinhome, sau đó thì bán thêm Vinamilk này, MWG, VPBank, Hòa Phát, CTG. Tự doanh ngày hôm qua thì ngược pha với nước ngoài. Tự doanh hôm qua là một phiên mua ròng, mua hơn 107 tỷ, mua VPBank này, Dabaco, MWG, CMG, DCM. Ngày hôm qua thanh khoản tiếp tục được đẩy lên tăng cao so với phiên liền trước và chúng ta thấy được là thanh khoản vẫn đang cải thiện đều qua tất cả các phiên. Ngày hôm qua trên cả ba thị trường chúng ta có một phiên thanh khoản tỷ đô, em nhớ đâu đó 30 tỷ. Và với một cái thị trường như thế này thì liệu có điều chỉnh lấp gáp không? Bởi vì nó đã tạo ra hai cái gáp rồi, hay là tiếp tục tăng giá bỏ rơi và hành động của chúng ta như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ nhìn vào khung độ thì nhỏ hơn là khung 15 phút và khung 1 giờ để biết diễn biến ngày hôm nay. Thì đầu tiên khung 15 phút chúng ta sẽ thấy được là chúng ta đang chuẩn bị xuất hiện cái vùng eo mây mỏng ở đây, và cứ có những vùng eo mây mỏng có những khe này thì nó rất hay bị xuyên qua. Như anh em IDP hay nói là xuyên khe đấy, chuẩn bị xuyên khe đấy, và chúng ta sẽ có thời điểm cho tới cái khe này sẽ rơi vào 7, sớm nhất là 7 cây nến 15 phút, nghĩa là sớm nhất sẽ là 1:45. Thế thì cái thời điểm từ 11:15 trở đi chúng ta sẽ phải rất là lưu ý vùng eo mây này ha. Nếu mà thị trường ở cái kịch bản tiêu cực nó mất đi cái mốc 1271 thì lúc này đối với những cổ phiếu anh chị mình đã có lãi 15% trở lên, chúng ta hạ giúp em 30 đến 50% ha. Còn với những cổ phiếu phục hồi từ đáy đang trong quá trình phục hồi, ví dụ như là Shell, Novaland, Đất Xanh, những cổ phiếu ở dạng yếu như vậy thì chúng ta cũng cắt giúp em 30 50% ha. Cái mốc 1271 sẽ là mốc lưu ý trong ngày hôm nay, đặc biệt là từ sau 11:15 trở đi. Và nếu mất cái mốc 1271 thì chúng ta sẽ hạ cổ phiếu, và nếu mà nó mất mốc đó xuyên khe thì về điểm nào chúng ta bắt đầu giải ngân được, chúng ta sẽ có cái mốc hỗ trợ đầu tiên 1260 là cái vùng tan can trong khung này. Về đây chúng ta bắt đầu mở mua đối với các vị thế mới được rồi. Mình sẽ vừa có một cái hỗ trợ tan can, vừa có một cái vùng mây to nữa ở đây ha. Thế nên ở kịch bản tiêu cực theo Ichimoku chỉnh phát mất 1271 là hạ bớt 30-50%, và về 1260, 1259 chúng ta có thể mở mua đối với các vị thế mới ha. Và kịch bản tiêu cực này thì theo em xác suất sẽ là 40%. Còn quan điểm của em không thay đổi, thị trường vẫn sẽ có cái khả năng tiếp tục bật tăng, tăng giá bỏ rơi và đỉnh tiếp đấy. Theo như dòng tiền thì một cái thanh khoản vẫn tiếp tục tăng dần lên thế này, thị trường vẫn đang ở những cái mốc hưng phấn, thì
hoàn toàn có thể kéo tăng tiếp, tăng giá bỏ rơi. Và nếu thị trường tiếp tục tăng thì nó sẽ tăng đến mốc nào? Nó sẽ đặt ra một cái mục tiêu là cái vùng đỉnh cũ 1294. Về 1294 thì đây sẽ là cái mục tiêu nhịp này. Và lên 1294 thì anh chị mình cũng hạ bớt giúp em các cổ phiếu 30-50% thôi, vì chúng ta chưa biết là về đỉnh này thì nó có rung lắc không, nó có quay đầu giảm không hay là tiếp tục tăng. Nên là cứ về những vùng đỉnh cũ 1294, anh chị mình hạ giúp em 30-50% toàn bộ cổ phiếu ha. Và nếu mà thị trường đi theo cái kịch bản tăng thì chúng ta sẽ tham gia những cổ phiếu khỏe có điểm mua. Một số cổ phiếu khỏe đang đợi mua ở kênh trên, ví dụ như là HCM. HCM này thì em đang chờ vượt qua 30 và với một cái thanh khoản bùng nổ để mình có thể tham gia. Ngoài ra, một số cổ phiếu chờ mua, một số cả cổ phiếu đã tăng rất là tốt và đang chờ tạo một cái nền mới. Ví dụ như là NTL, những cổ phiếu Nam Từ Liêm đã có một quá trình tăng rất tốt. Và mã Nam Từ Liêm này thì đang tạo một cái nền hai ngắn ở quanh đây. Với cái mã Nam Từ Liêm này thì giả sử thị trường có điều chỉnh thì ở cái mốc 43 cho tới 43.5, 43 cho tới 43.5 là chúng ta đã mua được rồi ha. Cơ hội đầu tiên cổ phiếu Nam Từ Liêm. Và khi mà thị trường điều chỉnh thì những cái cổ phiếu khỏe nhất sẽ là những cái cổ phiếu tận dụng tích lũy lại để sau này bật tăng, nó sẽ không giảm nhiều, nên anh chị mình lưu ý ha. Ngoài ra em cũng có VGS. VGS này sau một quá trình tăng thì nếu giả sử thị trường điều chỉnh nó tích lũy lại được một cái nền ở quanh đây, một cái nền ngắn ở quanh đây thì chúng ta cũng tham gia được ha. Khi mà có giá 33, gần 33 là chúng ta đã tham gia được rồi đối với cổ phiếu VGS ha. Và trạng thái trong đa khung thì đều đang rất là mạnh. Khung ngày này thì 4 sao kiếm đều đang phóng lên gần nhau. Khung tuần thì thanh khoản này cũng đang rất là gần nhau hướng lên thế này, thì VGS cũng là một cái cổ phiếu chúng ta có thể quan sát những nhịp chỉnh để chúng ta vào hàng ha. Đây là chia sẻ với anh chị mình hai cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm trong thời gian tới. Anh chị mình thắc mắc thêm về những điểm mua, điểm bán của cổ phiếu nào thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em ở trên màn hình để em có thể hỗ trợ mọi người ha. Còn ví dụ ngày hôm qua trong nhóm lệnh của em thì cũng cho tham gia mua mới 4 mã là HAH, GVR, VGT và TNG. TNG thì đã có lãi trực tiếp trong phiên rồi, thì sẽ đợi gia tăng thêm các cổ phiếu này nếu mà nó, một là điều chỉnh và hai là tiếp tục bật tăng ha. Ở hướng đi nào thì chúng ta cũng sẽ có cái điểm gia tăng, thế nên anh chị mình chưa biết nên chọn cổ phiếu như thế nào để chúng ta có một cái hiệu quả cao nhất, hoặc là chưa biết cổ phiếu nào đang vần về những cái vùng kháng cự để có thể chốt lời rồi, thì anh chị mình cũng có thể về đồng hành cùng em Yến để em có thể hỗ trợ mọi người sát hơn nha. Anh chị mình mới theo dõi em thì cũng có thể tham gia thêm vào room cộng đồng của em thông qua đường link em đã để lại ở bình luận, hoặc anh chị mình mở Zalo quét cái mã QR code trên đầu em ha. Mọi người có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho em trong cái room cộng đồng này để em hỗ trợ cho mọi người trong phiên cũng như là ngoài giờ giao dịch ha. Trên đây là toàn bộ nội dung em muốn chia sẻ với anh chị mình trong ngày hôm nay. Nếu anh chị mình yêu thương em Yến thì đừng quên tiếp tục nhấn like và thả tim ủng hộ em ha. Hẹn gặp lại anh chị mình trong các phiên livestream. Trong phiên livestream thì nếu có cơ hội nào thì em cũng sẽ cập nhật cho mọi người ha. Nên là em sẽ livestream buổi sáng này, buổi chiều, buổi tối thì khung giờ riêng của em là 20:30. Ngoài ra thì em cũng sẽ làm những cái video nhận định thị trường và đồng bộ phiên giao dịch. Ngoài ra thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái video như là chiến lược đầu tư theo cổ tức này. Video tuần trước em đã làm đấy, nên anh chị mình quan tâm mọi người có thể tìm lại cái video đó để xem ha. Ok, cảm ơn anh chị mình rất nhiều ủng hộ video ngày hôm nay của em. Hẹn gặp lại mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.